Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa đưa ra xét xử 14 đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm, tấn công lẫn nhau quyết liệt tại ngã ba ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương. Vào lúc khoảng 0 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3 năm 2022, hậu quả một thanh niên tử vong, các bị cáo lãnh tổng cộng mức án là 75 năm tù. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung ghi nhận tại phiên tòa. Tại phiên tòa cho thấy, các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ, nhỏ nhất lúc phạm tội chưa đủ 18 tuổi, lớn nhất chỉ hơn 30 tuổi. Chỉ vì mâu thuẫn giữa Nguyễn Văn Duy với Danh Hoàng Quý trước đó mà dẫn đến hai nhóm thanh niên xông vào đánh nhau bằng tay và ghế nhựa tại quán bà Bùi Thị Thúy Hoa, tọa lạc tại khu phố ngã ba thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương. Không dừng lại ở đó, hai nhóm tiếp tục dùng hung khí như dao, đao, kiếm tự chế, hỗn chiến tại ngã ba ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền. Hậu quả một thanh niên tử vong. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, vào khoảng 22 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2023, Danh Hoàng Hải, Vũ Anh Văn, Trần Quốc Huy, Trần Trọng Phúc, Danh Hoàng Quý, Trương Hoàng Nhân, Lương Quỳnh Triệu, Nguyễn Thị Thu Bông, Nguyễn Đoàn Thủy Tiên và Lý Quyền Trân đến uống cà phê tại quán của bà Bùi Thị Thúy Hòa, tọa lạc tại bến xe Kiên Lương thuộc khu phố ngã ba thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương. Lúc này, Nguyễn Văn Duy, Lê Hoàng Hải Yến và Trần Anh Thư cũng đang ngồi trong quán cà phê. Bị nhóm của Quý phát hiện, Duy sợ có chuyện do trước đó có mâu thuẫn với Quý, nên cả ba cùng về nhà của Yến. Sau đó, Văn, Phúc, Nhân, Quý đến nhà của Yến, tìm Duy nhưng không gặp. Nhóm quay lại quán, còn Duy sợ bị đánh nên gọi điện cho Nguyễn Thế Phùng, Nguyễn Hùng Thạch đến hỗ trợ. Khi đến, nhóm Quý đã ra về, Thạch liền quay lại xã Hòa Điền cho nhóm hay. Sau đó, Thạch và Tiêu Nhí quay trở ra thị trấn Kiên Lương trước. Nhóm Ngô Công Quy, Trần Thanh Bền, Lê Minh Thành, Nguyễn Khải Hoàng, Lê Khánh Hậu, Phạm Văn Đăng và Lê Ngọc Tú đi theo sau. Khi đến bến xe Kiên Lương, gặp Phùng, Duy cùng nhau đến quán cà phê, thì gặp Thạch và Nhí đang tại quán. Lúc này, nhóm của Hải đang ngồi trong quán. Duy, Bền, Thành, Tú, Đăng xông vào quán dùng tay ghế nhựa đánh Nhân Quý và trúng đầu Hải, chân của Bông và Trân được mọi người can ngăn. Sau đó nhóm của Phùng bỏ về ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền. Nguyễn Hữu Nghĩa là bạn trai của Trân, chở Trân vào tìm Phùng hỏi chuyện bị đánh trúng, nhưng không gặp Phùng. Nhóm Quy, Hải, Văn, Bông, Phúc, Phát chạy theo Nghĩa hỗ trợ. Phùng nghe tin nhóm Hải kéo vô, báo cho nhóm biết. Mạnh ai nấy tìm hung khí, đón đánh nhóm của Hải tại ngã ba ấp Cờ Trắng. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3 năm 2022, nhóm Danh Hoàng Hải và Nguyễn Thế Phùng gặp nhau, dùng hung khí xông vào tấn công nhau rất hung hăng và quyết liệt. Trong lúc hỗn chiến, Danh Hoàng Hải cầm dao đâm trúng vào lưng của Nguyễn Hùng Thạch một nhát. Thạch bỏ chạy, sau đó ngã gục tại lề đường, trước bưu điện ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương. Vết đâm đứt thủng phổi, thủng tim, gây sốc mất máu cấp dẫn đến tử vong. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định đây là những hành vi dùng hung khí tấn công nhau rất hung hăng, quyết liệt và có tính côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để răn đe và giáo dục. Đối với 6 bị cáo đã phạm vào tội giết người theo khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Áp dụng điểm N khoản 1 điều 123, điểm B ớt khoản 1 2 điều 51, điểm ô khoảng 1 điều 52, điều 17, điều 58, điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Danh Hoàng Hải 15 năm tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ tạm giam là ngày 10 tháng 3 năm 2022. Áp dụng điểm N khoảng 1 điều 123, điểm B ớt khoảng 1 2 điều 51, điều 17, điều 18, khoảng 1 điều 54, điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Vũ Anh Văn 10 năm tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam là ngày 10 tháng 3 năm 2022. Áp dụng điểm N khoảng 1 điều 123, điểm ớt khoảng 1, điểm B ớt khoảng 1 khoảng 2 điều 51, điều 17, điều 58, khoảng 1 điều 54, điều 38 Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa 10 năm tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2022. Áp dụng điểm N khoảng 1 điều 123, điểm B ớt khoảng 1 khoảng 2 điều 51, điều 17, điều 18, điều 58, khoảng 1 điều 54, điều 91, điều 101 Bộ luật hình sự. Xử phạt các bị cáo Trần Quốc Huy 7 năm tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2022. Xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn Phát 7 năm tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2022. Xử phạt bị cáo Trần Trọng Phúc 7 năm tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2022.
đối với 8 bị cáo Phùng, Bền, Duy, Hậu, Đăng, Tú, Thành, riêng Tiêu Nhí dưới 18 tuổi. Các bị cáo phạm vào tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt mức án tương xứng cho từng bị cáo. Đồng thời các bị cáo còn phải bồi thường tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại trên 200 triệu đồng. Về tội gây rối trật tự công cộng, áp dụng điểm B khoản 2 điều 318, điểm F khoản 1, 2, điều 51, điều 17, điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thế Phường 2 năm 6 tháng tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án, xử phạt bị cáo Trần Thanh Bền 2 năm 6 tháng tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Duy 2 năm 6 tháng tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án, xử phạt bị cáo Lê Khánh Hậu 2 năm 6 tháng tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án, xử phạt bị cáo Phạm Thanh Đăng 2 năm 6 tháng tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án, xử phạt bị cáo Lê Ngọc Tú 2 năm 6 tháng tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án, xử phạt bị cáo Lê Minh Thành 2 năm 6 tháng tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án. Áp dụng điểm B khoảng 2 điều 318, điểm F khoảng 1, khoảng 2 điều 51, điều 17, điều 91, điều 101 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Tiên Nhí 1 năm 6 tháng tù, thời điểm chấp hành hình phạt tù tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án. Chỉ vì mâu thuẫn trước đó giữa Nguyễn Văn Duy với Danh Hoàng Quý mà đã kéo hai nhóm dùng hung khí tấn công lẫn nhau. Người thì chết, kẻ thì vào dòng lao lý. Đây là hồi chuông cảnh báo cho các bậc làm cha làm mẹ tăng cường giáo dục con em mình nhiều hơn nữa để tránh hậu quả đáng tiếc tương tự xảy ra.